để thấy được Chúa, để kinh nghiệm Chúa, mình phải thay đổi. Và một trong những cái thay đổi đó là từ bỏ chính mình. Một cách cụ thể hơn ở ngoài đời anh chị em, về mặt thực tế đó, chúng ta không nhìn thấy người khác bằng đôi mắt của chúng ta, không nhìn thấy mọi người như là họ là đâu. Não của chúng ta thu thập các cái thông tin ánh sáng và gom nó vào qua đôi mắt của mình, dựa trên cái dây thần kinh của mình. Anh chị em hiểu. Do đó chỉ cần dây thần kinh của mình nó có cái gì đó lộn xộn, mắt mình thấy không bình thường, mình có thể thấy một người khác mà thấy ra con rồng, một cái chuyện gì đó không có thật mà mình cũng có thấy có thật. Chỉ cần cái não của mình nó chỉ có một chút xíu thay đổi thôi, một cái chút cái hóa chất trong não của mình nó chừng thay đổi thôi, là mình thấy tầm bậy tầm bạ liền. Mình có thể thấy một ảo tưởng, ảo giác, hoặc là mình có thể không thấy, cho dù cái sự việc, sự vật, con người nó nằm ở đó, mình không thấy được. Do đó chúng ta không chỉ đơn thuần là thấy dựa trên những gì sự vật đó là, mà mình thấy dựa trên những gì não của mình, thần kinh của mình nó chuẩn bị nơi mình. Từ đó chúng ta suy ra điều gì anh chị em? Nhiều khi những gì mình nhìn thấy thật sự là thấy dựa trên ước muốn của mình, thấy dựa trên thành kiến của mình. Đa phần chúng ta nhìn người khác dựa trên thành kiến, dựa trên ước muốn, dựa trên nỗi sợ hãi hay thèm muốn mà thôi. Để mà thấy được con người thật của người đó, mình phải gạt bỏ cái ước muốn, cái thành kiến của mình rất nhiều. Chứ ngoài việc người đó mặc khải cho mình người đó là ai, mình cũng phải từ bỏ cái thành kiến của mình, cái ước muốn, cái khao khát bên trong mình, để có thể thấy người đó thật. Sáng hôm nay thưa anh chị em, tôi có dịp gặp gỡ với nhóm làm phim, mà bộ phim đó sắp sửa chiếu ở rạp mình. Bộ phim đó là bộ phim đầu tay của nhóm đạo diễn này. Bạn đạo diễn tên là Phạm Thiên Ân, mới ra bộ phim là Bên Trong Vỏ Kén Vàng. Bộ phim này của các bạn sinh năm 1989 nha anh chị em. Làm bộ phim này trong 4 năm và đoạt giải Cannes ở bên Pháp vừa rồi, 2023, giải Camera Vàng. Đặc biệt không? Và cái bộ phim đó, các bạn nó quay bộ phim đó, cái cốt truyện liên quan đến đức tin của mình. Mà tôi hỏi các bạn đó, làm tại sao bạn đặt tên bộ phim là Bên Trong Vỏ Kén Vàng? Bạn đạo diễn nó nói với mình là vậy nè anh chị em, là từ chính trong trải nghiệm của bạn ấy, bạn ấy cảm nghiệm được rằng nhiều khi mình cứ quay cuồng để tạo một cái vỏ giống như cái vỏ kén, kén con nhộng anh chị em. Mình cứ đắp làm sao để xây cái vỏ cho thiệt đẹp. Mà cái vỏ đó là gì? Vỏ của tiền tài, danh vọng, địa vị hay là thú vui nào đó, để mọi người nhìn thấy, nhìn thấy cái vỏ đó nơi mình, mà thích mình, mà thương mình, mà ca tụng mình, mà vui với mình. Và nhiều khi mình quay cuồng với cái đó, rồi cuối cùng mình phát hiện ra đó, cái đó không phải là mình. Những người, cái gì người khác nhìn thấy mình đó, chỉ là thấy cái kén của mình thôi. Bên trong mình là cái linh hồn, là cái tâm hồn luôn khao khát được là chính mình. Và bạn ấy viết bộ phim đó và quay bộ phim đó dựa trên cái tâm cảm đó, là một cái hành trình chiến đấu để vượt ra khỏi cái kén mà mình muốn xây cho mình, để được là chính mình. Cái linh hồn một con người phải chiến đấu để vượt ra khỏi cái khao khát mà ảo tưởng về chính mình. Và tôi thấy cái câu nói của bạn ấy rất hay anh chị em. Đó là cái gì đó mỗi người chúng ta thường hay làm ngày hôm nay. Nhiều khi linh mục chúng tôi cũng vậy, thích xây dựng một hình ảnh nào đó về mình, thích tạo một cái vỏ bọc để mọi người phải sợ, phải thích, phải tôn trọng, phải ca tụng mình, một cái vỏ bọc nào đó, cho đến lúc mình thấy nó không thật về mình, rồi mình phát hiện ra không phải là chính mình. Do đó ngoài cái ngày lễ Chúa Hiển Dung đó anh chị em, Chúa mời gọi chúng ta nhìn thấy Chúa thật. Mà Chúa thật không phải là Chúa sẽ cho mình cái gì,
mà Chúa sẽ đi với mình như thế nào và Chúa sẽ chết cho mình như thế nào. Câu hỏi còn lại là mình dám đi hành trình đó với Chúa hay không. Và anh chị em biết Phêrô có đi không? Phêrô có đi hành trình đó không? Khi mà thấy được Chúa hiển dung, Phêrô nói gì anh chị em? Ở đây hay quá, để con làm cho thầy ba cái lều, một cho thầy, một cho Elia, một cho Môsê. Nghĩa là gì anh chị em? Phêrô làm, muốn làm ân nhân của Chúa. Rồi Phêrô muốn làm gì nữa? Muốn sắp chỗ cho Chúa, xếp chỗ cho Chúa ngồi. Chúa ngồi đây, con muốn Chúa ngồi đây, con cho Chúa cái lều để Chúa ở. Nhiều khi nó cũng giống như mình đúng không anh chị em? Nơi nào mình cảm thấy có thiêng liêng, có vinh quang, mình nhốt Chúa ở đó luôn, để mình gặp Chúa ở đó thôi. Chúa phải ở yên đó để cho mình kinh nghiệm Chúa ở đó. Còn mình không cần. Mình không cần phải thay đổi, mình không cần phải đi, và Chúa cũng không cần phải đi nữa. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Mình không kinh nghiệm được Chúa. Mình bắt đầu điều khiển Chúa và mình đóng vai là ân nhân của Chúa. Nghe quen không anh chị em? Nhiều khi mình tới nhà thờ, mình dâng cúng cái này cái kia. Do đó anh chị em thấy du lịch tâm linh ngày hôm nay, cái trend mới nhất đó, người ta gọi là du lịch tâm linh. Người ta xây chùa, nhà thờ, nhiều thứ thật là vĩ đại, nguy nga, đẹp, để mình tới làm gì? Check in. Rồi làm gì nữa? Dâng cúng. Rồi dừng lại ở đó, mình nhốt Chúa, nhốt thần thánh ở đó để làm việc cho mình. Đức tin của chúng ta không phải là vậy. Đức tin của chúng ta là bạn thay đổi như thế nào sau kinh nghiệm gặp Chúa, và bạn có nghe lời Chúa hay không. Câu nói cuối cùng của đoạn tin mừng là gì? Hãy vâng nghe lời Ngài.